Kính bạch sư, cho con hỏi ý nghĩa và vị trí của bài kinh Sadassara Vidya và ý nghĩa của đoạn Đức Thế Tôn đọc để giúp ngài Ananda này được không ạ? Rồi. Thưa quý vị, đây là một cái câu thần chú của Phật giáo Pháp Chuyển. Và xin thưa là cái câu thần chú này là không được tìm thấy ở trong Kinh Tạng Nguyên Thủy. Cho nên sư không có căn cứ để trả lời cho quý vị là nó nằm ở đâu ha. Còn về nội dung thì nói về trường hợp ở trong cái bài kinh đó nha, chứ sư không nói là trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong cái bài đó thì họ nói rằng trường hợp khi mà ngài Ananda bị cái cô là Phakiti đó, thì cái cô này cổ quyến rũ ngài Ananda, và Đức Thế Tôn xuất hiện để đọc cái câu thần chú này. Và sư lặp lại một lần nữa là trong Phật giáo Nguyên Thủy không hề có nội dung này nha. Còn ý nghĩa là nó, ý nghĩa của cái này, của cái câu này đó, quý vị dịch ra thì nó không có gì hết trơn. Đó là hãy cho sự an lạc và bình an đến tất cả chúng sanh, hãy cho nước được trong sạch, không có tội lỗi và thanh tịnh, không có sợ hãi từ mọi phía. Hãy cho những người đã đạt giải thoát, những người, những chúng sanh sanh ra từ trứng, và những chúng sanh được sanh ra từ bào thai đó, bằng lời nói chân thật này, hãy cho sự an lạc và hạnh phúc đến Ananda. Thì khi chúng ta dịch ra thì thấy cái câu này nó cũng không có cái gì. Đây chỉ là một loại, một cái lời, đại loại là cái lời rải tâm tư, một đoạn, một cái sự ứng dụng của việc rải tâm tư là mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, và do nhờ sự thực này thì mong cho ngài Ananda cũng được an vui. Thì sư xét ra đó, nếu mà mình dịch ra thì công bằng mà nói, nó cũng không có đi nghịch với kinh và luật. Tức là một cái câu rải tâm từ thì bản thân nó không có đi nghịch. Tuy nhiên á, khi mà đặt trong trường hợp này thì nó rất là lạ. Bởi vì nếu như trong trường hợp mà một vị đệ tử của Đức Phật á, mà gặp sự thử thách về giới hạnh như vậy, mà Đức Thế Tôn xuất hiện để ngài rải tâm từ á, thì nó hơi lạ. Tại vì thông thường là ngài sẽ không làm cái đó, mà ngài có thể thuyết những cái bài pháp khác, ví dụ như là các sắc là thường hay vô thường, đại loại như vậy đó, để cho việc cái diệt trừ ái dục. Chứ còn mà rải tâm từ thì nó không phù hợp, giống như râu ông nọ cắm cằm bà kia, cho nên là nó hơi lạ. Và cái thứ hai á, là cái trường hợp này là nó không được nhắc tới trong Kinh Tạng Nguyên Thủy. Cái sự kiện này nè, là trong Kinh Tạng Nguyên Thủy là không hề nhắc tới, mà chỉ có trường hợp của vị tỷ kheo khác là bị cũng bị một cái nàng gọi là cái nàng kỹ nữ á, quyến rũ, và vị này á, đến gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mới dạy. Thì trong trường hợp này là có trong Kinh Tạng Nguyên Thủy nè, Đức Thế Tôn dạy á, ông có biết á, là cái cô đó, đó năm xưa đó đã từng giết ông, đã từng phản bội, cắm sừng ông, giết ông, mà bây giờ ông còn mê, và ngài kể cái chuyện tiền thân là cái cô gái đó, đó là năm xưa đó, là vợ của anh này. Và khi mà hai vợ chồng băng rừng thì thấy tên cướp, thì cái anh chồng đánh với tên cướp, thì trong khi hai người đang giằng co với nhau
Thì anh chồng mới kêu cô vợ là hãy lấy con dao đâm tên cướp đi để cứu anh chồng. Thì cô gái khi mà thấy tên cướp thì lại đem lòng luyến ái tên cướp, và thay vì giết tên cướp thì lại giết anh chồng. Và cái tên cướp thì hắn lại bỏ cô gái, bởi vì hắn nói đó, làm sao tôi có thể tin tưởng được một người mà vì một kẻ mới gặp nha, một kẻ mới gặp mà lại nhẫn tâm giết chồng của mình. Và thế là anh tên cướp là bỏ lại cô gái. Thì quay trở lại câu chuyện thì Đức Thế Tôn nói đấy, thì năm xưa đó cái người cô gái đó đã giết ngươi một lần rồi, mà bây giờ ngươi còn muốn cô này cũng giết ngươi một lần nữa hay sao? Thì anh vị tỳ kheo này lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ và thoát khỏi luyến ái, và sau đó đó là ngài tu tập và chứng đắc đạo quả. Trường hợp thứ hai cũng là bị những cô gái quyến rũ, là một vị tỳ kheo khi đang ngồi thiền ở trong rừng á, thì có các cô thiếu nữ đi vào rừng chơi và thấy vị tỳ kheo mới bắt đầu là cười đùa vỗ tay nhằm làm cho vị tỳ kheo ấy chú ý. Và khi vị tỳ kheo phát hiện là giới hạnh của mình đang bị nguy hiểm thì vị đó nỗ lực hành thiền, và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn xuất hiện và sách tấn khuyến khích vị này hãy thu thúc các căn và hãy nỗ lực hành thiền. Thì đó là trường hợp có nhắc tới trong Kinh Tạng Nguyên Thủy, còn trường hợp ngài Ananda là trường hợp này không hề được nhắc tới. Cho nên nó có ba vấn đề, sự tóm gọn lại nó có ba vấn đề nha. Vấn đề thứ nhất là cái sự kiện này không hề có trong Kinh Tạng Nguyên Thủy. Cái thứ hai là nội dung của cái câu thần chú này đó là nội dung rải tâm từ, và cái việc rải tâm từ này nó không có nghịch với Kinh Tạng Nguyên Thủy. Tuy nhiên, vấn đề thứ ba là trong trường hợp mà bị nữ sắc quyến rũ thì thường là không bao giờ hướng dẫn rải tâm từ. Cho nên trường hợp này là rất kỳ lạ và đáng phải suy gẫm. Cho nên là sư tóm gọn lại ba vấn đề này cho quý vị hiểu ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường cho ý kiến về cái câu thần chú khá nổi tiếng ở trong giáo phát triển này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng có tìm hiểu về cái nguồn gốc của thần chú này ha. Nghe là đúng là nguồn gốc cái câu chuyện này. Câu chuyện này cái tác giả thưa vị, cái tác giả là một cái vị có tên là Wera Goda Sarada Mahathera. Là cái vị này như là trụ trì một cái thiền viện ở bên giáo bên Singapore thưa quý vị. Cái nguyên tác á, là phiên bản tiếng Anh, nguyên tác bản tiếng Anh nha, nói là cái có tên là Đệ Đức Ananda và cô gái Hạ Tiện đó. Mặc dù Đức Hạnh Tuệ có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà sư vẫn phải nói lại nữa là cái này đúng là chính xác cái điểm quan trọng nhất, nhấn mạnh là không được tìm thấy trong tam tạng kinh điển Pali thưa quý vị, không được tìm thấy trong tập đoạn kinh điển Pali, thậm chí là chú giải chính thống mà cũng không có nữa. Chính xác, nói chính xác là gì thì những điểm chính á, những điểm chính, ba điểm chính mà để Đức Hạnh Tuệ nói á, là sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa vị, hoàn toàn đồng ý, rất là chính xác. Riêng sư á, thì sư có một cái điểm này nè, nói để cho quý vị phải lưu tâm nha, sư nói là phải lưu tâm, bắt buộc phải lưu tâm. Bởi vì sao? Bởi vì á, là theo sư biết không? Là thứ nhất là cái này á, là nó không có trong tam tạng kinh điển Pali và chú giải chính thống rồi. Cái điểm thứ ba mà Đức Hạnh Tuệ nói đó là cái việc mà nó liên quan đến cái tâm ái á, mà đi rải tâm từ á, thì nó đi ngược lại với tinh thần tam tạng kinh điển Pali. Mà cái điểm thứ ba này sư muốn nhắc quý vị nè, nếu
Mai này những cái vị á, mà những cái vị Phật tử mà mình đeo đuổi, sẽ gọi là đeo đuổi nha, theo cái phương theo cái tâm tạng kinh điển Pali và chú giải chính thống, hay là tu tập theo Phật giáo Theravada, mà mình á, mình khi mình tìm đọc kinh điển á, mình tìm đọc những cái tác phẩm của những cái vị mà mình biết cái vị đó là thì vị đó là vị một vị trưởng lão, hay là một vị đại đức, hay là vị thượng tọa, mà họ họ nói là họ nói là tu theo Theravada, họ nói là họ nghiên cứu tâm tạng kinh điển Pali, nhưng mà họ lại là người nói về câu chuyện này, hay là thuyết pháp về câu chuyện này, hay đem câu chuyện này ra để truyền bá hay lan tỏa, hay thậm chí là cái vị đó đó viết sách đó, nói về câu chuyện này, thì quý vị phải nên cẩn trọng nha, phải nên cẩn trọng, bởi vì vốn dĩ là đã không có trong, nếu mà tự cho mình là tu theo Theravada, hay là đeo đuổi học và hành theo tâm tạng kinh điển Pali, mà lại lấy một cái nguồn mà nằm ngoài tâm tạng kinh điển Pali và chú giải chính thống để truyền bá, hoặc là để thuyết pháp hay dạy học đó, thì cái điều này quý vị phải cẩn thận đó. Sư chỉ có một cái lời khuyên để quý vị đỡ bỡ ngỡ thôi nha, đỡ bỡ ngỡ thôi, đỡ bỡ ngỡ và đỡ có bất ngờ hay là thậm chí hoang mang thôi. Nếu may này vô tình đọc được một cái tác phẩm của một cái vị nào đó mà nói là tu theo Phật giáo Theravada, mà lại nói về cái câu chuyện này, hay là viết sách về câu chuyện này, thì mình phải cẩn trọng. Cũng xin kết thúc phần trả lời cái câu hỏi này ạ. Sư xin đính chính lại một việc mà Đại Đức Tuệ Tường khi nãy nói là cái chuyện mà ái dục mà dùng tâm từ á, thì thực tế là có chứ không phải không có, nhưng mà nó thuộc về trường hợp là hiếm. Bởi vì ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì có nói đến là việc sử dụng tâm từ nó không phải đối trị trực tiếp với ái dục. Tuy nhiên phần cuối của định thì Thanh Tịnh Đạo cũng thừa nhận rằng không có một đề mục thiền nào mà không giúp cho hành giả ly dục, rồi đối trị với tâm sân, vân vân. Cho nên là đề mục tâm từ vẫn có thể sử dụng được. Như trong trường hợp Ngài Xá Lợi Phất ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài nói là cái trường hợp sử dụng tâm từ này để đối trị với ái dục này là với người bằng tuổi mẹ thì xem như là mẹ, với người bằng tuổi chị thì xem như là chị, với người bằng tuổi em thì xem như là em, với người bằng tuổi con thì xem như là con. Thì trong trường hợp đó là có sử dụng tâm từ để diệt trừ ái dục, và sư cũng đã ứng dụng rồi, sư đã từng thực hành rồi. Tức là có những trường hợp ấy, sư tiếp xúc với phụ nữ mà sư xem họ như là con của mình vậy đó, thì thôi thì cái đứa nhỏ, cái đứa con đó thì nó cứ giỡn hết rồi này nọ kia, thì với mình cũng bình thường, cái tâm mình khi đó nó thay đổi liền. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là rất hiếm, tức là hiếm khi nào mà khuyến khích hoặc sử dụng tâm từ để đối trị ái dục lắm, hiếm dữ lắm. Nó chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt thôi, và đó không phải là một cái phương pháp phổ biến. Cho nên là, và cái phương pháp mà được nhắc tới ở trong cái câu thần chú này ấy, cũng không giống với phương pháp rải tâm từ mà Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn. Cái phương pháp ở trong cái bài chú này chỉ là mong cho chúng sanh được yên vui thôi, còn Ngài Xá Lợi Phất là Ngài dùng cái ứng dụng cái tâm từ đó ở một khía cạnh khác, đó là ai bằng tuổi mẹ thì xem như mẹ, ai bằng tuổi chị xem như chị, ai bằng tuổi em xem như em, ai bằng tuổi con thì xem như con.
Đó là một phương pháp ứng dụng của tâm từ ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo. Bạn có nhân thuận thì sư không hiểu bạn này ý là cái gì, tức là lấy trí phàm phu mà suy luận à, chị em không biết e cái gì. Nếu mình nhìn nhận vấn đề với hệ quy chiếu cá nhân, kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm thì chưa hẳn là đúng, hãy cẩn thận với sự tự suy tư. Sư nhắc lại cho quý vị rõ là cái mà các sư dựa vào không phải là suy luận cá nhân của sư hoặc là sư tuệ tường. Cái gì á, là theo sư là sư nói là theo sư, còn cái gì theo kinh là sư nói theo kinh. Và những cái sư nói là dẫn chứng từ kinh và luật, chứ sư không có nói theo ý kiến cá nhân của sư. Thành ra đó, quý vị hãy cẩn trọng với cái kiểu suy nghĩ đó, tức là cái gì nó nghịch với ý của mình á là mình bác hết, rồi mình không nghe ý kiến của người khác. Hãy cẩn trọng. Sư rõ ràng sư có nói là nội dung của câu thần chú đó là một bài rải tâm từ, và nội dung của tâm từ đó đó nó không hề trái với kinh tạng nguyên thủy. Tuy nhiên cái cách ứng dụng thì nó nghịch, và cái trường hợp đó không xuất hiện trong tâm tạng. Các sư khi trả lời vấn đáp luôn căn cứ theo kinh và luật, tức là căn cứ theo các bậc hiền thánh, chứ các sư không căn cứ theo cá nhân. Và các sư không dùng cái trí gọi là trí phàm nói kiểu quý vị. Xin thưa, cái bài cái câu thần chú này đó là sự sáng tác của một vị phàm nhân, được sáng tác sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là cái câu chuyện này á, từ câu chuyện cho đến nội dung câu thần chú là được sáng tác sau khi Phật nhập Niết Bàn, và hẳn nhiên cũng không phải thánh. Mà quý vị, thôi thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, quý vị muốn tin thì đó là quyền của quý vị ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.